Hello Miss Tú, đây là feedback dành cho bài của em nha. Bài của em có 3 câu thế này. Câu số 1, cái câu đầu tiên ấy, ý của em thì thầy gợi ý em diễn đạt như sau nhé. Mình sẽ nói là I like to find a convenient place to travel to where I can feel comfortable. Rồi phát âm lại nào, khúc này. I like to find a convenient place to travel to. Tiếp theo, where I can feel comfortable. Ok, chỗ này bị thừa một chữ ở, just take photos, rồi đọc lại nhé, take photos. Activity thì phải có S vô. Now say again, that's all about the activities. Thêm chữ often đây cho hay hen. Tiếp theo, watching movies hoặc skill gì đó, nói chung là phải có S vô. Rồi, đọc lại. Watching movies. Maybe, right? Maybe my, not the, my favorite activity. Okay. Now say my favorite activity. Rồi tiếp theo. Ví dụ như là ở đây từ này phát âm lại nhé. Âm t đầu tiên t. Teach. Teach. T. So teach. Nối vô mình sẽ được là teach us. Now say again, teach us. Okay. Now apply in my life. Okay. Rồi tiếp theo, với cái ý là relax and happy, em có thể nói rằng so satisfied. Cảm xúc lên xíu, right? So satisfied. Release emotions thì đồng nghĩa với việc là phải show ra thì mới release. Okay, xin ta chỉ nói một thôi. Now say this, release emotions. Tiếp theo, cái sốc này thì em chưa nói là cái sốc nào, cho nên là chúng ta phải đề cập nó trước. Ví dụ ta nói này nha. Now say this, feel unhappy about certain things in life. Rồi, khóc mà khóc không được, gợi ý. Want to cry, but now say the tears won't come out. Nãy giờ dùng comfortable rất nhiều, gợi ý dùng cái khác nhé. Nào ví dụ là mình cảm thấy vui hơn, tốt hơn rồi. Ok, phải. Now say, lift your mood. Hoặc, brighten your mood. Ok, ý này mình nói là not a fan of reading là đủ rồi. Reading books. Nhưng mà thường người ta chỉ nói reading là đủ. Now say, I'm not a fan of reading. Ok. Ở đây chắc cái ý của em là tốn thời gian, nhưng chưa đến nỗi là phí thời gian. Now let's say, reading can be time consuming. Ok, nói này nha. Now say, a means to develop critical thinking. Rồi, tiếp theo, emotion phải có S vô và transmits to your heart rồi. Ok, tiếp này. Điều em muốn nói là em muốn nghe các nội dung ở trong sách. So now say like this. I prefer to have the content read aloud by someone. Và chêm vào một cái nhé. Chêm vào để người ta hiểu là audiobooks. Now say, I'm talking about audiobooks. Ok. Rồi, maybe a great way to save time. Đây, chỗ này em nói nó là vừa tiết kiệm được thời gian mà vừa hiểu hết được nội dung, đúng không? Đại loại vậy, đúng không? Ok. So we say, maybe a great way to save time, right? Khúc sau này. While delivering the complete message from the book to you. Ok, rồi Tú em sẽ tập lại theo những cái câu thầy gợi ý nha. Cứ đọc lại cho thuộc là được.